Chào mọi người, hôm nay mình lại quay lại với chủ đề là cuộc sống của một lập trình viên. Thì sau khi chia sẻ những cái video thì mình có nhận được một câu hỏi của một bạn, chắc là bạn này là sinh viên hoặc là bạn mới ra trường gì đó. Tuy nhiên bạn ấy hỏi câu rất là nhiều người hỏi, đó chính là cơ hội của một lập trình viên và cái định hướng nghề nghiệp cho các bạn lập trình viên. Thì mình thấy câu hỏi này cũng khá là hay và cũng khá là hữu ích cho những người mới, nhất là các bạn sinh viên hoặc những bạn mới tốt nghiệp cấp 3 chưa biết định hướng cái nghề nghiệp ra làm sao, có nên học công nghệ thông tin hay không. Rồi, thì mình sẽ đi từng phần một nhé. Thì đầu tiên là cái cơ hội của một lập trình viên. Thì mình khẳng định là với sự cái phát triển của ngành công nghiệp 4.0 ấy, thì cái cơ hội rất là nhiều, các bạn sẽ có rất là nhiều việc để làm và gần như tất cả các ngành đều cần tới sự hỗ trợ của công nghệ. Chính vì vậy cái việc mà phát triển phần mềm hay là phát triển những công cụ trên máy tính, điện thoại hay là những cái thiết bị khác đều cần đến kỹ sư công nghệ đó. Chính vì vậy thì cái cơ hội làm việc của bạn rất là nhiều, nên các bạn không lo là thiếu việc. Rồi, cái phần thứ hai đó là cái mức lương. Mức lương thì cho các bạn mới ra trường thì nó dao động từ khoảng tầm 300 đến 500. Nói chung, nếu mà các bạn mà trước khi ra trường mà các bạn được practice tốt, có communication tốt thì các bạn có thể được 500 đô, và nó dao động từ 500 đến 3.000 đô. Thì sau khoảng một vài năm các bạn làm việc tốt thì có thể lên 3.000 đô một tháng. Còn khi mà các bạn muốn kiếm nhiều hơn thì các bạn có thể ra nước ngoài làm, thì nó có thể 5.000, 8.000 hoặc hơn nữa. Cái thứ ba là mình nói luôn là cái cơ hội làm việc ở nước ngoài. Thì đối với ngành khác thì mình không có rõ, nhưng đối với ngành phần mềm thì cơ hội làm việc ở nước ngoài rất là cao. Nếu mà các bạn làm việc ở những cái công ty mà nước ngoài có chi nhánh ở Việt Nam thì các bạn sẽ được đi on-site, các bạn sẽ được giao tiếp với những người nước ngoài, được tìm hiểu ở những môi trường hiện đại hơn. Thì ví dụ như là Nhật Bản hay Singapore, thì đây là những cái nước mà các bạn sẽ được đi on-site rất là nhiều, nhất là Nhật Bản. Thì nhiều bạn, mình có rất là nhiều người bạn đi Nhật Bản làm vài năm vậy đó. Ngoài ra thì các bạn cũng có cơ hội rất là lớn được đi các nước châu Âu hay Mỹ hay gì đó. Rồi, thì đối với ngành này thì cơ hội rất là nhiều nha. Thì ở công ty mình các bạn đi thường xuyên đấy. Thì bạn ấy có hỏi tiếp là để ra nước ngoài làm thì cần phải như thế nào. Thì mình cũng nói luôn là cái kỹ năng cần thiết nhất đó chính là cái kỹ năng về tiếng Anh. Thì các bạn phải improve kỹ năng tiếng Anh, và chủ yếu là tiếng Anh giao tiếp nha, chủ yếu là tiếng Anh giao tiếp, sau đó là đến tiếng Anh chuyên ngành, rồi cuối cùng đến ngữ pháp. Cái thứ hai mình cần phải trau dồi đó chính là cái kỹ năng giao tiếp. Lúc này không phải là mỗi là kỹ năng giao tiếp của tiếng Anh, mà kỹ năng giao tiếp của bản thân bình thường thôi, cách mà các bạn nói chuyện với đồng nghiệp, cách các bạn nói chuyện với khách hàng, rồi đó, thì đấy là những cái kỹ năng rất là quan trọng. Các bạn phải nói chuyện làm sao cho lưu loát, hiểu được khách hàng, hiểu được đồng nghiệp. Nếu mà các bạn làm những chuyện đó thì rất là dễ. Cái thứ ba nữa là về cái technical skill, kỹ năng về kỹ thuật của các bạn ấy, thì các bạn cũng phải trau dồi hàng ngày đến khi nào mà các bạn cảm thấy đủ. Thực ra thì cũng không phải là các bạn cảm thấy đủ nữa, mà khi mà các bạn trau dồi hàng ngày người ta thấy các bạn đủ thì lúc đấy là cái cơ hội của bạn bạn nó tự đến, chứ bạn không cần phải tìm kiếm nữa. Cái thứ năm là chọn công ty như thế nào. Cái câu hỏi này thì rất rất là nhiều người hỏi luôn, không phải chỉ mỗi bạn mới ra trường mà những cái bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thì hỏi là chọn công ty như thế nào. Thì sẽ có hai hướng nha. Hướng thứ nhất là các bạn thích ổn định, tức là các bạn không có định hướng lâu dài ấy. Các bạn chỉ biết là đi làm rồi lấy tiền về nhà, sinh sống vậy thôi. Thì những cái bạn như vậy thì có thể làm những công ty lớn, ví dụ như FPT, Vinagame hay là một số công ty như ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay là vậy đó. Những công ty như vậy thì hầu như họ không có chính sách đuổi người, thì nên là các bạn có thể làm lâu dài và gần như là không sợ bị đuổi việc. Tuy nhiên là nếu mà làm bậy bạ thì vẫn bị đuổi nha, nếu mà làm bình thường thì không bị đuổi đâu. Nhưng đối với những công ty châu Âu thì nếu mà các bạn làm mà không đạt được cái KPI, không làm được tốt thì vẫn có khả năng bị đuổi.
Rồi, thì đối với những cái bạn mà thích thử thách thì nên tham gia vào những cái công ty vừa và nhỏ thôi. Thì ở đó thì các bạn được là trải nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, được tiếp cận với nhiều công nghệ mới hơn. Thì đối với những công ty vừa và nhỏ thì cái khả năng mà linh động của họ rất là cao, chính vì vậy họ thường sẽ được tiếp cận với nhiều công nghệ mới, họ họ tức là họ không có phải chịu đánh đổi quá nhiều nên là họ được phép thử. Chính vì vậy, nhất là những cái công ty startup ấy, thường những công ty startup hay chọn những công nghệ mới nhất thì các bạn sẽ được thử thách rất là nhiều. Thì đấy là đối với những bạn thích thử thách bản thân thì nên tham gia những công ty như vậy. Đó là các bạn chọn lương à, và nếu mà các bạn quan tâm đến lương ấy, thì các công ty startup ở nước ngoài thì đa số là trả lương rất là cao, trên 1.000, 2.000 rồi 3.000, thì có những công ty thậm chí trả 4-5.000 ở Việt Nam. Thì tùy theo cái mục đích làm việc của bạn là gì thì các bạn có cái định hướng chọn công ty cho nó phù hợp. Cái thứ sáu cũng là cái cuối cùng, đó là bạn hỏi về cái định hướng nghề nghiệp. Thì mình khuyên các bạn là như một số ý như thế này, thì các bạn bắt đầu bằng công ty nào cũng được, các bạn bắt đầu nghề nghiệp bằng bất kỳ công ty nào, kể cả công ty lớn, công ty startup hay gì cũng được luôn, thì miễn là các bạn cảm thấy hài lòng với lại cái công ty đó, rồi hài lòng với mức lương, hài lòng với những con người phỏng vấn bạn, rồi thậm chí là các bạn có một vài bạn bè làm ở công ty rồi thì các bạn được làm với bạn bè của mình thì cũng rất là tốt. Thì đó, công ty nào cũng được, không sao cả, kể cả công ty nổi tiếng hay công ty không nổi tiếng thì vẫn cứ làm bình thường, cứ miễn là họ trả lương cho mình và mình được được làm. Đấy, vậy thôi. Nhưng mà có một cái quan điểm ở đây các bạn phải làm rõ nha, đó là khi mà đi làm ở bất kỳ công ty nào thì các bạn phải xác định rõ là đi làm là đi làm nha, không phải đi học. Thì khi mình phỏng vấn rất nhiều bạn thì các bạn hay nói là cái lý do tại sao các bạn apply vào công ty thì các bạn hay trả lời là để apply vào công ty để muốn học hỏi nhiều thêm. Thực sự nếu mà mình gặp bạn nào mà trả lời câu như vậy thì mình không có nhận, bởi vì mình tuyển các bạn vào ấy để làm việc chứ không có phải để cho các bạn học hỏi. Đó, đó mình xác định là như vậy. Học hỏi thì các bạn phải tự trau dồi. Mình luôn luôn tìm những người làm sao phù hợp với lại công việc. Đúng là mình thích những bạn ham học hỏi nhưng mà các bạn phải tự học hỏi cơ. Còn các bạn chờ vào để mình dạy cho hay là để công ty dạy cho thì đa số công ty họ không thích. Đó, nếu mà các bạn cùng kỹ năng với một bạn bạn là bạn A đúng không? Bạn cùng kỹ năng với bạn B. Thế nhưng mà cái quan điểm của bạn là vào để học và bạn B thì vào để làm thì chắc là công ty sẽ chọn bạn B rồi. Nên các bạn phải phải nhớ như vậy, mình phải xác định rõ mình vào để đi làm, vào để cống hiến, thì những dựa trên những gì mình cống hiến cho công ty, mình làm cho công ty đấy, mình sinh lợi nhuận cho công ty thì họ sẽ trả cho các bạn một cái mức lương xứng đáng. Đó. Thì tiếp theo là các bạn phải tự học và trau dồi các kỹ năng. Các bạn có thể làm full stack, front end, back end, hay là các bạn có thể làm bất kỳ cái gì, có thể làm business analytics cũng được, có thể làm project manager hay gì đó, tùy các bạn, nhưng mà các bạn phải tự học và trau dồi các kỹ năng. Sau khi mà các bạn tự học trau dồi những kỹ năng ở bên ngoài rồi đó thì các bạn có thể propose, tức là các bạn có thể đóng góp hay contribute ngược lại cho công ty. Đó, thì đó mới chính là những cái valuable mà các bạn khi đi làm các bạn mang lại cho công ty. Thì nhiều bạn, rất nhiều bạn hỏi tại sao mà mình làm việc nhiều như thế nhưng không được tăng lương. Thì thực ra đơn giản, một cái đơn giản thôi, những cái người ta làm ít nhưng mà người ta luôn luôn propose được những cái solution, tức là người ta luôn luôn đóng góp vào những cái giải pháp tốt để có thể tiết kiệm tiền, tăng được cái performance lên, hoặc là có thể giải quyết một những cái vấn đề khó đau đầu của công ty. Thì những người như vậy thường họ làm ít thôi nhưng mà họ đóng góp lại mang lại cái lợi nhuận cao. Và những cái bạn mà làm cày hiêu ngày 8 tiếng, 10 tiếng hay gì đó thì các bạn cũng chỉ là giống như những một người công nhân rồi, vậy thôi, là đi xây xây nhà vậy thôi á. Đó, thì vậy các bạn phải hiểu được cái vấn đề như thế, thì mình càng cố gắng mình contribute càng nhiều càng tốt. Phải nhớ rõ quan điểm nha, mà muốn contribute được thì các bạn phải tự trau dồi. Những cái lúc mà các bạn rảnh các bạn hãy tìm hiểu những cái người mà người ta có kỹ năng rồi ấy. Đó, các bạn đi tìm hiểu, kết bạn, giao lưu để các bạn mở rộng những cơ hội, để các bạn tự trau dồi những kỹ năng. Luôn luôn nhớ nha, không có được vào công ty để học mà phải nhớ là vào công ty để làm.
thì các bạn định hướng như vậy thì cái nghề nghiệp của bạn phát triển rất là mạnh. Thì cái phần tiếp theo nữa mà các bạn cần phải có đó là cái phần tiếng Anh như mình đã đề cập ở trên đấy, các bạn tiếng Anh phải cực kỳ tốt. Thực ra là cũng không đến nỗi phải cực kỳ tốt, nhưng mà chỉ cần đơn giản được, thực ra nhiều người không có tiếng Anh thì vẫn cứ làm thôi, nhưng mà nếu mà nói về mức lương đi thì các bạn tranh nhau cũng phải vài trăm đô ấy, hoặc thậm chí cả ngàn đô đối với những người biết tiếng Anh hay là những người không biết tiếng Anh. Rồi thì cái cuối cùng mình muốn các bạn ghi nhớ vào trong đầu ấy là kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp là một trong những cái cực kỳ quan trọng, nó còn quan trọng hơn cả cái kỹ năng code của các bạn nữa. Nếu mà các bạn giao tiếp không tốt đấy thì các bạn rất là khó để trau dồi những kỹ năng cá nhân, ví dụ như kỹ năng coding như vậy. Thì nếu mà các bạn giao tiếp không tốt thì các bạn cũng rất là khó để hiểu khách hàng, hiểu đồng nghiệp, hỏi hiểu sếp. Đó, nên là mình nghĩ là kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà các bạn phải định hướng cho mình. Mình phải làm sao mà giao tiếp tốt, hiểu được những người xung quanh. Đấy là cái định hướng đầu tiên, sau đó là các bạn mới định hướng tiếp cho những cái hướng tiếp theo. Thì thường thì định hướng, nếu mà mình sẽ nói thì chi tiết hơn một tí xíu là ở ngành của mình có những cái hạng mục, những ngành nghề nào nhá. Thì thường ấy thì sao lại mình sẽ lại mà có, nếu mà hoặc là mình đi theo developer, hoặc mình đi theo starter, hoặc là mình đi theo IT, là mình theo mạng ấy thì cũng được thôi. Thế đấy là tùy các bạn, nhưng mà mình thì mình vẫn thích là đi theo developer hơn. Đó. Thì mình có thể liệt kê cho một vài cái role, ví dụ như software developer chẳng hạn này, IT support, QA QC này, tester hay đó, project manager, phân tích dự án BA. Rồi DevOps một cái rất là nổi hiện nay, tức là mình quản lý về cái system, rồi những cái deployment kiểu như vậy đơn giản. Rồi solution architecture, rồi UI UX designer. Đó, kiểu như vậy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn.